Hello, xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đến với video theo của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lại nói chuyện về một chai nước hoa mùa hè giá thành vừa phải nhưng mà mùi hương được đánh giá rất là tốt. Đó là chai nước hoa của nhà Chromazzaro. Chai nước hoa này mình chỉ có vial thôi, đó. Cho nên hôm nay là trên tay là tay không bắt giặc. Chai nước hoa này được ra mắt vào năm 1996 với cái hương đầu là cây hương thảo, quả dứa, hoa cam, neroli, cam bergamot, quả chanh vàng. Hương giữa là hoa anh thảo, ngò thơm, hoa nhài, rêu sồi. Hương cuối là gỗ đàn hương, đậu tuân ca, xạ hương, rêu sồi, ngũ tuyết tùng. Đó, rất là nhiều những nốt hương. Và đây là những cái đặc điểm, có thể gọi là một trong những đặc điểm mình thấy là những đặc điểm rất là nổi bật của những cái dòng nước hoa ở những cái thập niên 90. Đó là họ sử dụng rất nhiều những cái thành phần nốt hương đó. Chứ bây giờ thì nước hoa thì ví dụ những nốt đầu, nốt giữa, nốt cuối nó chỉ khoảng 3-4 nốt thôi đó, chứ không quá nhiều nốt như những dòng nước hoa thập niên 90 họ pha chế đó. Để nói về mùi hương của chai nước hoa này, có thể nói là mặc dù nó là chai nước hoa của mùa hè nhưng mà cái tông mùi của nó không phải dạng kiểu fresh, tươi mát mà chúng ta thường hay mặc định là những chai nước hoa mùa hè có, mà ở đây cái hương thơm của nó là một cái hương hoa thơm nồng nàn, quyến rũ. Ở mở đầu của nó là một cái nốt hương mềm mại và khá là thơm, định mũi của hương cam quýt. Có một điểm khá là thú vị là mặc dù cùng nó có hương cam quýt nhưng mà cái chai Chromazzaro này nó mở đầu rất là nhẹ nhàng, từ nhẹ nhàng mềm mại nó trỗi dậy lên, chứ nó không như một vài chai nước hoa mình đang có cũng nốt đầu nó có cam, bergamot và chanh nhưng mà rất là hăng nồng, rất là dữ dội. Mình ví dụ như ở đây cái chai nước hoa Creed Nenery Sauvage, đây là một trong những chai nước hoa mình rất là thích. Chai nước hoa này nốt mở đầu của nó có cam và chanh. Khi mình xịt, thậm chí khi một lần mình xịt thử cho một bạn người mà bạn còn phải nhăn mặt bởi vì cái độ hăng nồng cay của nó rất là mạnh đó. Nó trái ngược lại hoàn toàn với cái mềm mại cam chanh của chai Chromazzaro. Thì tiếp theo đó nó sẽ kết hợp với những cái nốt hương khác như là gỗ, hoa và đậu tôn ca, thì tất cả nó quyện lại thành một cái mùi hương thơm. Mình cảm giác nó giống như kiểu là một cái mùi hương, giống như mình đã nói lúc đầu, nó là một cái mùi hương hoa nồng nàn mà mềm mại. Cái mùi hương này khi mà ngửi cái nốt cuối ấy, nó làm mình nhớ đến khi mà mùa hè mình đi qua những con phố và cái mùi hương hoa sữa tỏa ra vừa phải, thoang thoảng, rất là thơm, rất là nịnh mũi. Thì cái nốt cuối của mùi hương của Chromazzaro này nó cũng có một cái nét, đối với mình thì mình cảm giác nó có nét cũng na ná như thế. Và sau đây chúng ta cùng xem phản ứng của mọi người khi được ngửi mùi hương của chai nước hoa này. Đây là chai nước hoa cho mùa hè, bạn có thể ngửi giúp mình được không? Bạn thấy mùi hương này thế nào? Nó hơi nồng à? Dạ, vâng. Nếu mà dùng ở mùa hè Việt Nam này là bạn nghĩ là hơi nồng đúng không? Vâng đúng rồi. Bạn thấy nếu mà xuân, hè, thu và đông thì bạn nghĩ là nếu dùng vào mùa nào thì hợp lý hơn? Nếu như mà dùng chai nước hoa này. Mùi này em thấy là nó hơi nóng. Hơi nóng. Đấy thì em nghĩ là mùa đông thế. Mùa đông hoặc mùa thu có dùng được không? Mùa thu cũng có thể được. Ok. Bạn, nhưng mà nếu mà để xét riêng về mùi hương thì bạn sẽ cho chai nước hoa này từ 1 đến 10 là bao nhiêu điểm? Tính từ 1 đến 10. Có nghĩa là bỏ qua yếu tố nồng này so với cái khí hậu mùa hè của mình mà mình chỉ nói là mùi hương của nó thôi. Nếu bỏ qua các yếu tố đấy thì em chấm điểm. Vâng. Theo cái okay. Em khoảng 8 điểm. 8 điểm. Dạ, vâng. Ok bạn. Rồi, cảm ơn bạn. For men. Yeah, it's for men and for summer. So how do you think? Yeah, okay. So from 1 to 10, how do you begin? I don't know. You don't know? I would say
Đây là chai nước hoa dùng cho mùa hè, bọn em có thể ngửi giúp anh ở bên này. Em có thể nói to giúp anh được không? Mùi cũng nhẹ thoáng chứ không nồng nặng đâu. À đấy à? Thế còn em? Dịu à? À từ 1 đến 10 em sẽ cho chai nước hoa này là mấy điểm? Nó không nồng quá, mùi nó cũng không mùa hè này mà mùi nồng quá mình sẽ khó chịu. Ờ mà dễ bay khoảng 7 điểm rồi. 7 điểm, còn em? Em cho 8,5. 8,5 à? Rồi anh cảm ơn nhé. Các bạn có thể thấy chai nước hoa này nó không quá là tệ khi mà được mọi người ngửi mùi hương. Và có một cái điểm mà các bạn cần lưu ý, đó là mặc dù nó là chai nước hoa mùa hè nhưng bởi vì mùi hương của nó khá là dày đó, thì khi mà các bạn xịt cũng nên lưu ý, có nghĩa là mặc dù dùng trong mùa hè nhưng những hôm nào trời quá nắng nóng thì cũng nên lưu ý liều lượng, bởi vì nếu không nó sẽ khá là nồng và nó sẽ gây khó chịu mọi người xung quanh. Còn lại về cơ bản, khi mọi người ngửi mùi hương này đều đánh giá nó không tệ, nó có thể là không xuất sắc nhưng không tệ. Về quan điểm đánh giá cá nhân của mình về chai nước hoa này, nếu như ở một phân khúc giá rẻ thì Chromazaro xứng đáng các bạn nên mua khi sử dụng trong mùa hè. Cái mùi hương này có thể là nó không xuất sắc, thế nhưng mình nói lại, ở một cái phân khúc giá mà các bạn sẽ bỏ ra để mua một chai nước hoa dành cho mùa hè thì Chromazaro xứng đáng để các bạn có thể chọn mua đó. Chai nước hoa này thì mình cảm thấy độ tuổi không bị quá giới hạn, tầm từ khoảng 22, 23 là các bạn có thể dùng được rồi. Và dịp sử dụng nó cũng khá là đa dụng, đi chơi, đi làm, đi ăn hò mùa hè các bạn đều có thể dùng được. Chỉ duy nhất như mình đã nói là các bạn nên lưu ý những cái liều lượng của nó, khi mà nếu mà trời quá nóng thì các bạn nên xịt vừa phải thôi, đừng quá nhiều, bởi vì như mình đã nói, cái hương hoa của chai nước hoa này nếu như mà quá liều nó sẽ hơi nồng đó. Thì trên đây là những cái cảm nhận của mình về chai nước hoa Chromazaro. Rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi video. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.